từng làm giám đốc một bộ phận của ngân hàng và rồi mở công ty kinh doanh riêng. Có thể nói là phải ngập đầu trong những công việc, nhưng một chàng trai thuộc thế hệ 8X dù ở bất kỳ vị trí nào vẫn dành mọi thời gian có thể để tìm hiểu từng góc phố, trò chuyện với con người để có thể kể những câu chuyện đẹp về Hà Nội bằng ảnh. Chúng tôi đang muốn nói về anh Cao Anh Tuấn với tình yêu mãnh liệt với mảnh đất Hà Thành ngày hôm nay. Tôi xin tự nhận là người chụp ảnh và yêu Hà Nội. Tôi chụp Hà Nội một cách rất là tự nhiên, như là mình đang chụp lại những cái ký ức xưa của mình, những ký ức hồi ấu thơ. Chụp Hà Nội dễ nhất đối với tôi là chụp cái góc phố của Hà Nội và thể hiện được cái sự bình yên, trầm mặc của Hà Nội. Nhưng mà cái khó đối với tôi khi mà khai thác Hà Nội chính là tìm ra những cái điểm mới của cái cuộc sống hiện đại của Hà Nội. Tôi luôn luôn tâm niệm rằng đối với tôi những cái giải thưởng lớn nhất chính là cái tình yêu của những cái người xem ảnh, của độc giả dành cho tôi. Chỉ cần đi qua bờ hồ, tự nhiên có một người không quen ra bắt tay và chào anh Cao Anh Tuấn, đó chính là một cái giải thưởng lớn nhất của tôi rồi. Được biết anh là một giám đốc của một bộ phận kinh doanh, rồi đã bươn trải rất nhiều công việc khác nhau. Thì công việc của anh có thể nói là rất là bận rộn. Thế thời gian ở đâu anh dành cho nhiếp ảnh ạ? Thực ra thì nếu mà người ta thực sự yêu thích một cái gì đó thì người ta sẽ cố gắng là dành thời gian cho nó. Tôi thì chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực quản lý kinh doanh và rất là bận với cái công việc hàng ngày của tôi. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng là dành những cái buổi cuối tuần cho nhiếp ảnh. Tôi vẫn có 2 ngày cuối tuần là thứ Bảy và Chủ Nhật. Và thậm chí là như tôi nói, nếu mà thực sự yêu ấy thì cứ rảnh ra là chúng ta có thể chụp ảnh. Đấy, ngay ở trên, ví dụ như là khi mà tôi đi làm ấy, tôi đi trên con đường ấy thì tôi lái xe, vừa lái xe, những lúc tôi dừng đèn đỏ tôi vẫn có thể là bỏ cái iPhone tôi ra tôi chụp ảnh. Đấy, thế cho nên là nếu mà thực sự mà yêu thích thì chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nó. Thế nhưng mà với những cái người mà gọi là chúng ta đặc thù về vấn đề về kinh doanh ấy, thì công việc của chúng ta là lợi nhuận này, rồi về kinh doanh số. Thế còn về những cái vấn đề về đam mê nhiếp ảnh thì tôi đấy chỉ người ta nói là một thứ là tình yêu vô điều kiện. Thì liệu mâu thuẫn giữa công việc và những cái tình yêu nhiếp ảnh của anh nó có một cái sự khác biệt gì đấy, gọi là ở trong một cái ranh giới rất là mong manh như vậy không? Chính vì quá nhiều thứ liên quan đến lợi nhuận, đến chỉ tiêu, đến tiền. Thế cho nên là tôi thực sự là cần một cái gì đó để tôi cân bằng trở lại. Thì nhiếp ảnh chính là cái mà giúp tôi cân bằng lại với cái cuộc sống của tôi. Đấy. Thì sau những cái ngày lao động vất vả, sau những cái giây phút chạy chỉ tiêu, chạy doanh số, rồi quản lý nhân viên, đấy, thì cuối tuần tôi lại sách máy ảnh có ra một cái số những cái thời gian nho nhỏ, sách máy ảnh đi lang thang cái phố cổ Hà Nội, đi vòng quanh Hồ Gươm đấy, rồi dạy một số những cái bạn học viên của tôi đấy, thì đó chính là cái công việc mà cái cách mà tôi cân bằng lại cuộc sống của tôi. Thì anh đã đến với cả nhiếp ảnh như thế nào? Tôi thì tôi đến với nhiếp ảnh rất là tình cờ thôi. Cách đây tròn đúng 10 năm là năm 2006 thì tôi tham gia một cái khóa học MBA ở bên Pháp. Thì trong cái khoảng thời gian hơn một năm ở bên đó thì tôi cố gắng, cái tính của tôi là tôi ham chơi mà, tôi cố gắng là tận dụng cái khoảng thời gian đấy. Tôi đi được khoảng chục nước và khoảng hơn 30 cái thành phố ở vòng quanh châu Âu. Thì đi đến đâu thì tôi chụp rất là nhiều đến đó. Và tự nhiên như vậy là tạo thành như một cái thói quen chụp ảnh của tôi ấy. Thì tôi chụp rất là nhiều. Và từ đó đến bây giờ, và sau khi trở lại Việt Nam, sau khi cái khoảng thời gian du học bên Pháp, thì tôi bắt đầu chụp rất là nhiều ảnh. Đấy. Và đúng cái khoảng thời gian đấy thì là như là được một cái gì đó gọi là thiên thời. Thì cái khoảng thời gian đấy chính là cái khoảng thời gian mà các cái mạng xã hội, rồi các cái forum, rồi Yahoo 360 độ, rồi sau này là Facebook thì phát triển rất là mạnh. Thì tôi cảm thấy như mình như là một cái sản phẩm của cái mạng xã hội, của công nghệ. Khi mà tôi chụp những cái ảnh như thế, tôi chụp nhiều ảnh và tôi up những cái ảnh như thế lên những cái trang blog cá nhân của tôi thì được những cái sự hưởng ứng, được những sự đánh giá của những người xem, của bạn bè, rồi động viên. Thế là từ đó thì nó thành một cái động lực cho tôi và tôi cảm thấy vui. Và mỗi khi là ảnh mà up lên mà được nhiều like thì tôi chỉ cảm thấy vui và thế là tôi có cái động lực tôi chụp nhiều hơn nữa. Từ những cái sở thích ban đầu, có thể anh đã đi một cái chặng đường tương đối dài
sau hơn 10 năm rồi. Thì vậy bây giờ nên gọi anh là nhiếp ảnh gia hay là một cái nghề nghiệp của anh chính thức được đã được định hình từ nhiếp ảnh? Thực ra như tôi có quen với một số nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ấy, vâng, thì họ phải có nhiều ảnh để đăng báo, họ phải đạt những giải thưởng, họ phải có cái nguồn thu nhập của họ trên 70%, chuyên nghiệp hóa, 70% nguồn thu nhập chính của họ là từ nhiếp ảnh. Nhưng bản thân tôi thì tôi chưa đạt được những cái đó, nhưng mà mọi người nhận là tôi là nhiếp ảnh gia thì tôi cũng coi tôi là nhiếp ảnh gia thì tôi cũng cảm thấy rất là vui. Nhưng mà để mà tôi tự nói và tôi tự nhận thì hiện tại thì cũng chưa dám to mồm là mình nhận mình là nhiếp ảnh gia. Nhưng mà trong thời gian tới thì chắc chắn là tôi sẽ mở rộng hơn cái hoạt động nhiếp ảnh của mình. Phần lớn những bức ảnh và chủ đề của các anh Tuấn là đều về Hà Nội. Nó phải có một cái lý do nào đấy, phải chăng là anh nghiện cái thành phố này hay yêu, quá yêu cái thành phố này đến mức độ? Chỉ đơn giản là thành phố này là nơi tôi sinh ra và là nơi tôi đã gửi gắm nhiều thời gian nhất trong cuộc đời của mình ở đây. Đấy, thì ngoài hơn một năm ở Sài Gòn rồi, hơn một năm ở Pháp, thì ở Hà Nội là tôi đã sống hơn 30 năm. Đấy, thế cho nên là tất cả cái khoảng thời gian của tôi là ở Hà Nội và tôi sinh ra ở đây, và rất nhiều kỷ niệm và tôi đã chứng kiến thành phố này thay da đổi thịt từ rất nhiều. Từ những ô gạch đấy, đầu tiên. Đúng rồi. Qua tôi còn nhớ là phố Hàng Gai năm 1900 khoảng 91 thì họ đào sới tung cả phố lên để làm lại nước Hà Lan. Và lúc đó tôi là một cậu bé học lớp 5. Tôi cứ đứng nhìn cái con phố của mình bị đào bới lên. Không hiểu lúc đấy anh có chứng kiến những cái đoạn đấy không nhỉ? Nếu mà lúc đấy anh mà là một nhiếp ảnh gia mà từ lớp 5 chẳng hạn, thì chắc chắn là mình sẽ ghi lại những khoảnh khắc thay da đổi thịt của thành phố này. Khi mà anh nói đến cái hình ảnh đấy thì tự nhiên là tôi bị rùng mình, vì tôi cũng nhớ lại cái thời khắc đấy. Nước Hà Lan thì đúng rồi, đúng cái khoảng thời gian đấy tôi cũng học lớp 4, lớp 5 đâu đó như anh, và tôi cũng chứng kiến những cái cảnh như thế. Và thực sự là đó chính là một trong những cái lý do tại sao mà tôi chụp nhiều về Hà Nội. Cái thành phố của tôi, cái nơi mà tôi sống, nơi tôi sinh ra thay đổi hàng ngày như thế. Thế cho nên là thực sự là yêu thành phố này và chụp rất nhiều để muốn là lưu lại, để về sau con cháu mình có thể nhìn thấy là cái thành phố đã đi qua những cái chặng đường như thế. Ở trong cả một quãng giai đoạn hơn 10 năm, chúng ta nói là nhiếp ảnh đương đại về thành phố Hà Nội, thì có cái góc nào của Hà Nội mà anh cảm thấy áy náy nhất và tâm đắc nhất này không? Tôi thì cũng như nhiều nhiếp ảnh gia đã khai thác về đề tài Hà Nội, thì những cái góc ảnh mà tôi thực sự tâm đắc vẫn là quanh cái khu phố cổ. Vì bản thân tôi, nếu mà mọi người xem ảnh của tôi thì đâu đó luôn luôn sẽ thấy một cái chút gì hoài niệm, một cái chút gì gợi nhớ đấy, một cái như kiểu muốn bắt trở lại cái quá khứ đấy. Thì đấy chính là cái khu vực và cái đề tài mà tôi khai thác nhiều. Ở trong những người yêu nhiếp ảnh của Việt Nam, họ chia ra có thể nói là hai thế giới rất là tách biệt. Một người là muốn huân chương và một người là họ đón nhận cái huân chương như một cái sự sỉ nhục. Thì theo anh Cao Anh Tuấn thì cái quan điểm đấy như thế nào? Cái giải thưởng lớn nhất của tôi ấy, là khi tôi đi ra Bồ Hồ, tôi gặp một bạn trẻ chạy ra bắt tay tôi, và em chào anh Cao Anh Tuấn, em rất thích ảnh anh. Thì đấy chính là giải thưởng lớn nhất đối với tôi. Hoặc là khi mà tôi đến dự một cái cuộc triển lãm ảnh về Hà Nội, thì một số người xem cứ đi tìm ảnh của tôi, hỏi là triển lãm này có ảnh của Cao Anh Tuấn hay không. Đấy, thì với tôi đó chính là cái giải thưởng lớn nhất. Nghĩa là cái ảnh của tôi đi được vào trong lòng người. Tôi không nói là việc là lấy giải thưởng hay như thế nào là xấu. Nhưng mà thực sự là tôi chưa từng tham gia một cuộc thi nào và tôi chưa từng đạt một cái giải nào. Từ nhiều năm nay, Cao Anh Tuấn đã mở và hướng dẫn nhiều lớp học về nhiếp ảnh. Đó không chỉ là cách anh truyền lửa cho những người khác, mà còn là cách hun đúc về đam mê của mình ngày một lớn dần thêm. Ngoài cái việc mà mình chụp ra được những cái tấm ảnh đẹp, thì giờ đây tôi đã có thể là chia sẻ đến với những cái người yêu ảnh, người yêu nghệ thuật và người yêu Hà Nội những cái tình yêu đó của bản thân mình, bằng cách là tôi tổ chức một số những cái lớp học trong thời gian gần đây. Thường thì tôi dành thời gian cuối tuần để đi chụp ảnh và đứng lớp giảng cho học viên của tôi, và luôn luôn tranh thủ những cái dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết và những cái ngày phép ít ỏi trong năm để tôi đi sáng tác ở những cái nơi xa, những cái chuyến đi về những cái miền xa của Tổ quốc. Tôi đã mạnh dạn và tổ chức một cái lớp đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái. Và đến bây giờ thì thực sự là lớp học của tôi luôn luôn đón nhận được rất nhiều những cái sự quan tâm của các bạn, và luôn luôn đông học viên theo học. Và đấy thực sự là một cái niềm động viên và
niềm hạnh phúc lớn đối với tôi. Quay trở lại câu chuyện về nhiếp ảnh thì thưa anh Cao Tuấn, trong những cái giấc mơ thuở nhỏ của anh, tức là có bao giờ anh nghĩ về là về sau mình sẽ là một nhiếp ảnh gia, mình sẽ đi chụp những cái bức ảnh về cuộc sống đời thường, về Hà Nội, hay là anh đã từng mơ mà ngày đó mình thỏa sức sáng tạo với cả một chiếc máy ảnh hay chưa? Chưa bao giờ. Bản thân tôi khi mà tôi còn bé và đến bây giờ khi mà tôi là Cao Anh Tuấn ngày hôm nay, tôi nhìn lại 10 năm khi tôi chụp ảnh, tôi cảm thấy quá sốc. Thế tôi không ngờ là tôi lại trở thành một cái anh chụp ảnh chuyên như bây giờ. Mọi thứ như sở bây thích giờ, của mình nữa. Hồi bé khi tôi ước mơ thì tôi ước mơ trở thành một CEO cơ. Tôi ước mơ là tôi rất là quyền lực, và khi mà tôi ngồi ở dưới là toàn bộ nhân viên của tôi ngồi nghe tôi họp đấy, và tôi chỉ đạo, và tôi như kiểu một người tướng ở trong một cái trận chiến ấy, chứ chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi lại trở thành một nghệ sĩ có thể nói nghệ sĩ như thế này. Nhưng sống thế cho nên là hoàn toàn là rất là tình cờ đối với tôi khi mà đến với nhiếp ảnh. Tất nhiên là tôi cũng là một người rất là thích nhiếp ảnh, và tôi cũng biết là cuộc chơi về nhiếp ảnh nó là một cuộc chơi rất là tốn thời gian, tốn tiền bạc rồi đủ các thứ. Vậy khi mới bắt đầu dấn thân vào chuyện nhiếp ảnh thì những người như anh là có bị những cái lời ra tiếng vào không? Tức là những cái người thân của mình bảo tại sao đang làm ngân hàng hay là làm những công việc kinh doanh nó sinh ra lợi nhuận lớn hơn rất là nhiều so với cả những cái việc mà chúng ta theo đuổi đam mê chẳng hạn. Thực ra thì sống trong cuộc sống thì không chỉ bản thân là mình làm ra tiền là hạnh phúc. Đấy, hạnh phúc chỉ nằm trong cảm giác, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta làm cái việc gì mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, đấy mới là thực sự là hạnh phúc. Chứ không phải là chúng ta kiếm được ra nhiều tiền hay chúng ta đạt được địa vị xã hội. Đấy, hồi bé thì tôi chưa biết gì thì tôi mong muốn trở thành CEO. Còn bây giờ thì tôi chỉ muốn là có một công việc làm sao là tôi cảm thấy yêu thích nó, và tôi rất là vui vẻ khi mà thực hiện những công việc như thế. Và khi tôi chụp ảnh thì tôi cảm thấy việc là tôi được cái thỏa mãn cái nhu cầu đấy. Đấy. Khi tôi mới chụp ảnh ấy thì gia đình cũng không ủng hộ đâu. Ví dụ như là một số cái khi mà đang đèo mọi người đi chở mọi người đi chơi trên xe, thấy một cái cây ở trước đường rất là đẹp, đỗ lại 10 phút bỏ máy ảnh ra đứng chụp và cho để mọi người ở trong xe nóng như thế. Đấy, sau mọi người bảo thằng này thằng hâm rồi. Mẹ bảo là mày bị hâm rồi, sao mà mày lại như thế. Đấy, thực ra đấy ban đầu thì cũng có những cái phản đối như thế. Và ví dụ như đi nghỉ mát với mọi người, đi với gia đình thì mọi người cứ ngủ nghỉ thoải mái rồi enjoy các thứ ở trong resort, còn mình thì cứ lọ mọ 4:30-5 giờ sáng ra bãi biển chụp ảnh. Thì ai cũng bảo mình là hâm, sao không đi chơi mà không enjoy, không relax với cả nhà mà lại cứ phải thức khuya dậy sớm như thế đi chụp ảnh. Nhưng mà sau đó thì dần dần mọi người hiểu ra, nhìn thấy những cái mà tôi đạt được từ nhiếp ảnh. Ví dụ như là bố mẹ thì chỉ nhìn thấy những cái nó bề ngoài thôi. Ví dụ như nhìn thấy tôi mang về cái quyển tạp chí Heritage có cả bộ ảnh mưa của tôi chẳng hạn, thấy thích mang đi khoe bạn bè đấy, như thế. Và dần dần ví dụ như là ví dụ như trong chương trình hôm nay ấy, thế nếu mà tôi về mà tôi được lên TV là kiểu gì là bà cũng mang bà tức là ít nhất là công việc mình đang làm đã được tôn vinh và được mọi người đánh giá cao hơn một chút. Đấy, thì dần dần là bắt đầu công nhận những cái mà mình làm với nhiếp ảnh. Với một cái người mà đầy toan tính, tức là tôi đang nói là anh là một người toan tính với công việc đặc thù của mình là công việc kinh doanh, thì anh có nghĩ là nhiếp ảnh mang lại cho mình được một cái lợi ích nào đó nhất định hay không? Thì trong cái tháp nhu cầu của Maslow ấy, tôi đọc trong cái quyển Đắc Nhân Tâm, thì cái nhu cầu lớn nhất của con người là thị dục huyễn ngã, nghĩa là được người khác công nhận, thì nhiếp ảnh đã cho tôi thỏa mãn cái nhu cầu đấy. Cái công việc kinh doanh của tôi hàng ngày thì cho tôi thỏa mãn những cái nhu cầu tối thiểu an toàn này, nhu cầu về an toàn, về cơm ăn thức uống đấy. Nhưng mà nhiếp ảnh thì cho tôi được cái nhu cầu là được tôn trọng tinh thần và mọi người công nhận tôi. Đấy, thì như vậy là một vốn bốn lời rồi, đúng không anh? Đấy, chỉ cần chụp mấy cái ảnh như thế thôi mà đã thu được một cái nhu cầu cao nhất của con người. Đấy, thì chẳng có lý do gì mà tôi lại không tiếp tục chụp ảnh cả. Tức có khi nào mà những cái đam mê về nhiếp ảnh
nó làm coi anh xa lầy với cả một cuộc chơi rất là sâu và anh quên đi những cái phần còn lại của mình không? Thi thoảng cũng bị như thế. Đấy, thi thoảng đam mê quá thì cũng hơi bị sao lãng công việc, nhưng mà mình phải đúng từ là xa lầy đấy đúng không? Không chưa đến không mức độ xa lầy, mới dẫm xuống bùn thôi chứ chưa đến mức độ xa lầy. Thì mình phải nhận ra ngay và mình phải bắt trở lại cái thế cân bằng của mình. Đấy, đừng bao giờ bị xa lầy quá vào một vấn đề gì đó. Vì bản thân tôi là tôi đào tạo chuyên là về quản trị kinh doanh. Tôi tốt nghiệp ngoại thương và tôi học master. Đấy, cho nên là tôi có hai bằng master kinh tế. Đấy, tôi thực sự là tự tin là mình có thể nói chung là vùng lên được khi mà bị cuốn đi như thế vào những cái cuộc đam mê, ví dụ như nhiếp ảnh chẳng hạn. Đấy, thì tôi nghĩ là mình có thể cân bằng trở lại được cái cuộc sống của mình. Tôi nghe nói là anh còn có những cái lớp học về nhiếp ảnh riêng, tức là một cái thú vui sang ngang tay trái của mình, và anh cũng mở lớp học. Những cái học viên mà khi anh đón nhận, họ có điểm chung và có những gì đặc biệt để giao thoa với cả mình hay không? Điểm chung đối với tôi thì là thực sự là tất cả những học viên của tôi thì các bạn ấy đều rất là yêu cái đẹp, yêu nhiếp ảnh. Và tất nhiên là các bạn ấy yêu cái ảnh của tôi. Đấy, thực sự anh có thể hình dung là để mà người ta bấm cho mình một cái like trên Facebook thì rất là đơn giản. Hoặc là comment lên trên đấy là em rất thích ảnh của anh thì rất là đơn giản. Nhưng mà để người ta bỏ ra một cái số tiền để theo mình học ấy, thì đấy mới thực sự là người ta thể hiện được là người ta thực sự là người ta là thích cái ảnh của mình và người ta muốn đi theo để học mình. Đấy, thì những cái học viên của tôi ấy, thì thực sự là đều có chung với cái đam mê tình yêu về nhiếp ảnh đối với tôi. Đấy, và những cái mà tôi đạt được từ họ là thực sự là tôi cảm thấy cảm ơn họ, vì họ chính là những cái minh chứng rất là rõ ràng, biến những cái like gọi là vô hình ấy, trở thành những cái tình yêu rất là rõ ràng, thể hiện ra là bằng vật chất, đúng không ạ? Họ đóng học phí cho tôi và thực sự như thế là đã thể hiện rất là rõ ràng rằng cái ảnh của anh tôi rất thích và tôi muốn theo học, tôi muốn chụp những cái bức ảnh như anh. Từ những cái đam mê và trải nghiệm của mỗi con người để chúng ta cảm nhận được trong từng khuôn hình hoàn toàn khác nhau. Anh có truyền được cái đam mê đấy cho những học viên của mình không? Bởi vì ví dụ như kiểu khi chúng ta nghe một câu chuyện gì tình cảm, mỗi người có một cái phong văn hóa khác nhau, một cái nền gia đình khác nhau. Đúng rồi. Ngay bản thân chụp ảnh thì mỗi người có một cái năng khiếu khác nhau, cái góc nhìn nó rất là khác nhau. Thì đối với học viên của tôi ý, cái đầu tiên là tôi phải đảm bảo cho các bạn ý, có một cái nền tảng về kỹ thuật chuẩn, đấy, một cái khung kỹ thuật chuẩn. Và sau đó tôi cố gắng là làm sao khơi gợi lại cái đam mê, cùng khơi gợi cái đam mê chụp ảnh cho họ. Ví dụ tôi tạo ra cho các bạn ý, những cái sân chơi, những cái group, rồi những cái cuộc thi, hay là tôi tạo ra tổ chức cho các bạn học viên của tôi những cái chuyến đi dã ngoại, những cái chuyến đi sáng tác. Đấy, thì làm sao để khơi gợi ra cho các bạn ý những cái điều kiện để các bạn ý phát triển cái đam mê của mình. Đã có rất nhiều lúc mà tôi thắc mắc về quỹ thời gian của mình. Tức là bây giờ là chúng ta một ngày chỉ có ai cũng như ai, chúng ta rất bình đẳng 24 giờ. Rồi. Và tôi đặt dấu chấm hỏi là tại sao anh có thể cân bằng được giữa công việc kinh doanh này, chụp ảnh, và lại còn càm làm cả nhiệm vụ làm thầy giáo nữa. Tức là anh cân bằng với quỹ thời gian của mình như thế nào mà để có thể uyển chuyển và phù hợp và cũng như thỏa mãn tất cả các cái nhu cầu cá nhân hàng ngày. Thực sự nếu mà người ta yêu cái gì thì người ta sẽ cố gắng làm được cái đó. Đấy. Đối với công việc của tôi thì công việc đấy là công việc để tôi kiếm sống. Đấy, công việc quản lý kinh doanh rồi kiếm tiền hàng ngày. Nhưng đối với nhiếp ảnh hay là công việc thầy giáo, dạy nhiếp ảnh thì tôi lại cảm thấy nó rất là hứng thú với công việc đấy. Tôi cảm thấy rất là enjoy. Tôi không nghĩ là đấy là tôi bắt tôi phải làm việc đấy, mà tôi nghĩ đấy là một cái thú vui. Đấy, mà khi mà mình làm cái điều gì mà mình nghĩ là đấy là thú vui thì hoàn toàn rất là nhẹ nhàng. Tôi chẳng phải cố gắng bê lần cái gì cả, chẳng phải cố gắng cân bằng gì cả, mà tôi cứ để nó tự nhiên, vì tôi coi đó là một thú vui và tôi thực sự yêu thích cái công việc đấy. Bây giờ quỹ thời gian của mọi người đều là hữu hạn đúng không? Và vừa xong anh dùng từ là thú vui. Thế nhưng mà ở trong cái câu chuyện của cái hai chữ rất là đơn giản là thú vui thôi, thì mình sẽ dành một khoảng thời gian không nhỏ của gia đình. Tức là bởi vì quỹ thời gian thì có bằng này, tức là gia đình bằng này thời gian để làm những công việc khác, những cái niềm vui chẳng hạn. Thì anh có cho rằng là những cái công việc mà anh dành cho thú vui thì nó quá ảnh hưởng cũng như là
làm thiệt thòi đến gia đình mình hay không? Chắc chắn mình phải nhận được cái sự ủng hộ từ gia đình thì mình mới có thể thực hiện tốt được. Trong một cái giới hạn là vừa đủ. Đấy. Đừng làm cái gì quá để ảnh hưởng đến người khác thì tôi luôn luôn tâm đắc điều đấy. Nếu mà mình cứ enjoy mãi cho cái bản thân mình mà mình không lo gì đến người khác, mình ảnh hưởng đến người khác thì đấy là hoàn toàn không nên. Đấy, cho nên là làm gì thì làm thì vẫn phải để một cái khoảng thời gian. Ví dụ như là tôi dành cho lớp học của tôi ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật. Đấy, tôi đi làm những cái ngày bình thường tôi vẫn phải dành thời gian cho mình vào những cái buổi tối. Thứ bảy chủ nhật thì tôi chỉ dạy vào buổi tối thôi. Đấy. Và buổi sáng chủ nhật tôi vẫn còn buổi sáng và buổi chiều. Đấy. Nói chung là cũng tương đối khó khăn trong việc là quản lý thời gian, nhưng mà mình cũng cố và mình có thể làm được. Và hiện tại với cái hiện trạng, thực trạng bây giờ của bản thân mình thì mình thấy là mình vẫn còn đang quản lý tốt. Những bộ ảnh của các anh Tuấn về Hà Nội đang ngày trở nên một dày dặn thêm. Đó không chỉ là cách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, mà đằng sau mỗi bức ảnh còn là những tâm sự, những trăn trở về những đổi thay của mảnh đất này. Nếu mà chỉ diễn tả Hà Nội ở một cái nét trầm kính, cổ mạc thôi thì thực sự là còn rất là thiếu sót. Vì Hà Nội chúng ta đang thay đổi hàng ngày, cuộc sống đang thay đổi và có những cái nét hiện đại đang ngày càng mới. Cái nét đấy cũng cần những cái người nghệ sĩ phản ánh đúng cái thực trạng của cuộc sống hiện tại tại Hà Nội bây giờ. Đất nước chúng ta thực sự là một cái nôi rất lớn để cho nhiếp ảnh phát triển, tại vì chúng ta có rất nhiều chất liệu để chụp. Bên cạnh đó thì cần phải có những cái định hướng về cái việc đào tạo và định hướng về mặt thẩm mỹ cho những cái người chơi ảnh. Với Hà Nội của tôi hiện tại bây giờ thì tôi thấy là vẫn rất là tươi đẹp. Vấn đề là mình nhìn ra được những cái góc đẹp của Hà Nội và tôi mong là Hà Nội của tôi vẫn sẽ cứ tiếp tục phát triển. Có rất là nhiều người nói là khi chụp ảnh Hà Nội là như chúng ta tâm sự, kể chuyện và thầm thì với cả Hà Nội. Thì với một người mà yêu Hà Nội thì anh có những cái tâm sự gì riêng với cái thành phố này không? Mấy ông chụp ảnh thì thực sự là tính hơi gàn và hay hoài niệm. Tôi cũng cảm thấy khó chịu, cũng cảm thấy trăn trở khi mà tôi chụp Hà Nội. Đấy, là bây giờ nhiều cái mới quá, nhưng mà đấy thì như tôi cũng đã nói thì nhiếp ảnh thì vốn là gàn mà. Thì thực ra thay đổi nó là cái tất yếu của cuộc sống. Nhiều bức ảnh của anh Cao Anh Tuấn thì cho tôi một suy nghĩ là anh đang muốn lưu giữ lại một cái khoảnh khắc, một cái thời điểm của Hà Nội chúng ta bây giờ. Bình lặng, cổ kính và trầm mặc, tức là nó na ná với cả những cái thứ gì mà các cái lớp đàn anh chúng ta đi trước đang chụp. Tôi không biết là cái suy nghĩ đấy của mình có đúng hay không. Thực ra thì tôi cũng không cố làm cái việc gì cả, mà bản thân đấy là do cái nhu cầu của bản thân tôi. Đấy. Bản thân tôi cảm thấy là cái cuộc sống bình thường, kinh doanh của tôi, quản lý của tôi nó quá nhiều cái việc bận rộn rồi. Thế cho nên là tôi tìm đến những cái góc bình yên của Hà Nội, những cái góc trầm mặc của Hà Nội. Đấy thì tôi chỉ chụp là chụp do cái nhu cầu của bản thân thôi, chứ tôi cũng không cố gắng là làm cái việc gì so sánh với cả các đàn anh đi trước là họ chụp được nhiều chất liệu như thế, đấy, được cái Hà Nội như vậy. Thế cho nên là tôi thì tôi luôn luôn muốn là cân bằng lại cuộc sống và tôi tìm lại những cái lúc mà tôi rảnh rỗi, những cái lúc mà tôi thư giãn, tôi tìm lại những cái bình yên. Chúng ta đang có một cái Hà Nội thay đổi quá nhanh, có thể nói là quá nhanh, năm trước năm sau là không thể nhận ra được nữa. Thì anh có thấy để chộp được những cái khoảnh khắc bình lặng và cổ kính của Hà Nội bây giờ nó khó khăn hơn rất là nhiều so với những cái thế hệ đàn anh chúng ta đi trước không? Dạ vâng, chắc chắn là rất là khó khăn. Bản thân tôi có những hôm mà tôi vác máy đi dọc phố cổ hoặc đi Hồ Gươm mấy vòng mà cũng chưa chụp được cái tấm ảnh nào ưng ý. Đấy, được đúng cái mà mình mong muốn. Đấy, thế cho nên là đấy cũng là một trong những cái trăn trở của mấy cái ông chụp ảnh. Đấy là làm sao để lưu giữ được những cái nét xưa. Đấy, ví dụ như là chỉ cách đây 2 năm thôi tôi chụp một cái ô cửa màu xanh của phố Hàng Gà. Và bây giờ khi tôi quay trở lại thì cái ô cửa đấy nó trở thành màu trắng. Đấy, người ta thay cửa kính cung nhôm vào rồi. Đấy thì tôi cũng cảm thấy là buồn, tôi cũng cảm thấy là hơi chạnh lòng một chút khi nhìn cái tác phẩm của mình bây giờ không còn. Đấy, nhưng mà thực ra đấy, nhìn như tôi nói, đó là cái phần tất yếu của cuộc sống thôi. Rất là nhiều người ví von là bức tranh Hà Nội bây giờ là giống một cái mớ hỗn độn. Từ quy hoạch kiến trúc cho tới giao thông, cuộc sống thì ngột ngạt, nhất là ở trong phố cổ. Nếu mà anh đi chụp ảnh và thăm, mình có thể là tham quan cũng như là
chứng kiến những cái cuộc sống của những người trong phố cổ, chúng ta mới biết là người ta sống một cách khắc nghiệt như thế nào. Thì dưới góc nhìn của một người yêu nhiếp ảnh, theo anh thì đâu là nguyên nhân của những cái vấn đề này? Thực sự là với một cá nhân tôi thì nhỏ bé quá, tôi nghĩ là chưa thể nào có được cái gì đó thay đổi. Thế cho nên là cần phải có một cái cơ quan hay là có một cái tổ chức lớn hơn để có thể quy hoạch hay là tổ chức được những cái vấn đề như thế. Thế bản thân tôi thì tôi cũng có chung cái cảm giác như vậy. Nghĩa là khi mà giao thông quá ngột ngạt hay là những cái điều kiện sống ở trong phố cổ của người dân mà vẫn còn quá khó khăn, đấy, chật chội đấy, thì thực sự bây giờ chỉ còn biết là sống chung với lũ và để từng bước chúng ta cải thiện thôi, chứ còn để mà trước mắt tôi nghĩ là trong vòng khoảng độ 5-10 năm tới thì cũng rất là khó để có thể để thay đổi được. Nó phải thay đổi ở một cách rất là tổng quan, từ việc quy hoạch lại rồi quản lý lại đấy, như một số những cái đô thị mà tôi vừa đưa ra thì anh có nói là cái sự khác nhau về tính chất của đô thị. Đấy. Thì bản thân một anh chụp ảnh đơn thuần như tôi thì chỉ biết lang thang và chỉ biết hoài niệm thôi, chứ còn để đưa ra thành hành động biến thành action thì nó còn xa quá. Mình đóng góp bằng cái phần của mình là mình lưu giữ lại những cái hình ảnh yên bình của con phố để con cháu mình xem lại, nhìn thấy những cái góc như thế và Hà Nội năm 2016 của ông Cao Anh Tuấn cũng đẹp đấy chứ không biết được rằng là cái Hà Nội đấy đằng sau cuộc sống của phố cổ thì cũng rất là khó khăn. Thì theo anh thì cần làm gì để giữ những cái khoảng bình lặng, những cái sự cổ kính và những cái thứ chúng ta gọi là rất là đặc trưng của Hà Nội ngày trước? Cá nhân tôi để mà đưa ra hành động để thay đổi thì chắc chắn là còn rất lâu, cho nên tôi chỉ có cách là tôi đóng góp bằng được cái phần của tôi, nghĩa là tôi lưu giữ lại những cái góc như vậy, những cái khung cảnh bình yên như thế bằng những cái tấm ảnh của tôi. Và để như tôi muốn lưu giữ lại như thế thì chỉ có cách là chắc là tôi dậy sớm, là tôi chờ những cái dịp lễ Tết và tôi chụp. Lúc đó mới đúng là Hà Nội. Thì đúng là với Hà Nội sáng mùng 1 tôi dậy sớm 5 giờ sáng tôi đi ra phố. Đấy, hoặc là khi nào mà tôi muốn chụp ảnh thì tôi phải dậy sớm ở bờ hồ, thế thôi, chỉ có cách là như vậy. Cảm ơn anh Cao Anh Tuấn đã tham gia chương trình Góc Nhìn ngày hôm nay. Với 30 phút chúng ta có thể rất là khó để miêu tả về cảm xúc của chúng ta, về những cái việc làm về Hà Nội, để chụp ảnh, để quay phim, để lưu giữ lại những cái khoảnh khắc. Thế nhưng mà tôi vẫn mong muốn là được xem nhiều bức ảnh của anh Cao Anh Tuấn hơn nữa về những cái hoài ức, để ví dụ như cái bức ảnh xích lô ban đầu ở trong chương trình ngày hôm nay chẳng hạn. Nó mang lại cho tôi một ký ức về tuổi thơ, và tôi tin chắc là những người nghệ sĩ, những người như anh chẳng hạn, vẫn cần lại ghi chép, chúng ta sẽ phải ghi chép lại những cái ký ức về Hà Nội, về một khoảng thời gian, một cái khoảnh khắc nào đó. Dạ vâng, cảm ơn anh Chí rất nhiều, cảm ơn khán giả của chương trình đã theo dõi chương trình hôm nay, cho tôi được cái cơ hội để trải lòng ngày hôm nay. Thì như cái mong muốn của anh Chí thì bản thân tôi, một người nghệ sĩ chụp ảnh về Hà Nội, sẽ tiếp tục cầm máy và sẽ chụp hơn rất là nhiều. Và chụp theo cái cách của tôi, chắc là tôi sẽ dậy sớm hơn, tôi sẽ chăm chỉ hơn những ngày lễ Tết khi mà mọi người nghỉ thì tôi sẽ xách máy đi chụp nhiều hơn. Mong là mọi người sẽ đón nhận những cái tấm ảnh sắp tới về Hà Nội của tôi cũng được mọi người đón nhận và yêu quý. Cảm ơn anh, cảm ơn chương trình, cảm ơn khán giả. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn lúc 9:30 sáng thứ Bảy tuần sau.